Rồi, hello anh em. Hôm qua thì tôi có chút việc bận, thực sự là rất là bận. Thành ra là về nhà mệt quá, chẳng còn hơi sức đâu để mà livestream nữa. Thôi hôm nay chúng ta tiếp tục phần cuối của Resident Evil 6 nhá. Phần vừa rồi thì đã tiêu diệt được thanh niên người chó rồi. Phần này thì sang được bên thành phố này thì người dân lại bị biến bố hết thành zombie. Bị ngửi hơi giấm của thằng thằng trùm. Đấy, anh em thấy chưa? Wait. Biến thành zombie rồi. We want to help. Đây là mấy thanh niên đặc nhiệm đây. All right. Come on. À, nó cho mình đi cùng rồi. Đây hơi giấm đây, vãi chưởng, dày đặc. Don't worry, I won't. We're taking a detour to the quarry. Ok, mở cửa. Đây là Trung Quốc nhá, anh em nào mà chưa xem mấy phần trước thì đây là Trung Quốc. Sang đến ủa mẹ chạy đâu rồi? À đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Mẹ bọn này dã man đấy, không mở cửa cho dân nó vào. Mẹ. Ủa cửa hàng. Mẹ vào đây mẹ thăm tí đồ nhỉ, toàn đồ hiệu ngon vãi. Mẹ xong thay quần áo đi. Ủa. Gì đây? Ôi, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Đây rồi, đây rồi, đây. Đập thùng. Mở cửa nhanh lên. Đó. Đây rồi, đây rồi. Phần này may có đặc nhiệm. Từ từ đã, tôi xem súng ống nào, đây nào. Where's our ride? It's just outside. Go. Ủa, nó đông này. Mày láo. Tại sao tao vẫn chưa đấy nhở? Bực mình vãi. Láo này. Ủa, phần này làm zombie lắm. Mẹ. Ủa, ôi chị ơi. Sorry. Mày chết. Rồi. Đi rồi, đi rồi. Ở đi cơ. Rồi. À rồi, xe đây rồi. Ủa thôi xong rồi. Mẹ. Khổ thân thanh niên vãi. Mẹ còn chúc may mắn mới kinh. Mẹ. Chết bố nó con nhà người ta. Kiểu mấy cái game như này, nhân vật chính lúc đéo là thằng sống lâu nhất. Mẹ. Chỉ khổ mấy nhân vật phụ. À, đây là quả tên lửa, nó bắn xuống tỏa khói độc ra, ai hít vào là biến mẹ thành zombie. Entry to Tachi is prohibited. Retreat and wait for further orders. What? But Echo Team is still in there. They need us. Fall back. That's chạy hết, rút lui hết. Đây là quân chắc là đặc nhiệm mà Mỹ sang đây để
Đánh zombie à? Nhớ sao bên Trung Quốc lại có đặc nhiệm Mỹ? Đích hiểu rồi. This is bad. Nhớ đi chậm thế, mẹ cái thằng này. Đi nhanh mẹ lên. Ok. Mẹ lái chậm vãi cứt. Chậm hơn cái xe đạp. Hẹn đây như kiểu đi ngắm cảnh, ngắm zombie chứ kéo phải là chạy trốn. Trò điêu vãi. Đây là thanh niên lái xe đang cho chúng ta đi một vòng thăm thăm thành phố zombie. Mà đây zombie gái con não mặc cùng bộ đồ. Chắc là mốt. Chó đi ăn. Ấy à. Đéo rồi mày đi chậm. Tôi tham quan thành phố bao giờ mới xong đây. Anh em xem có bị lag không? Đến ngày hôm nay mà còn lag nữa tôi bó tay đấy. À đây rồi. Hết tour tham quan rồi. Ây à. Tháp đôi Vincom. Vãi trưởng. Giống Vincom vãi. Đây rồi. Echo team, come in. Is anyone there? Ok. Ô có thế là qua màn hả? Đơn giản nhỉ. Ủa. Mẹ. Ủa. Quả container vãi cứt. Thôi xong. Ơ cái cảnh này nhìn quen thế nhỉ? Cảnh này nhìn quen lắm. À đúng rồi, đây là cái cảnh ở đầu game đúng không? Tôi chơi... Hóa ra là lần trước là mình chơi từ đầu game xong lại hồi tưởng lại. Tôi chơi chả thấy chả biết, cứ tưởng là nó liền mạch. Ok, đoạn này là giả vờ sốc nách để sửa được cái này. Rồi, đi thôi. Đi ạ kìa. À còn chưa có trực thăng. Em nhéo rồi đây. À đây em Ada đây. Em xinh xinh chắc là người yêu thằng Leo đây. Sao tưởng con này chết rồi mà nhỉ. Đây rồi chạy vào đây. Biến thôi chạy. Kéo chơi bọn này. Kinh nghiệm nào. Leon, do you hear me? Are you alright? I'll live. But I've got a feeling things are about to get worse. Ở đây có hộp. Giờ đây điểm kinh nghiệm giáo hết mẹ game làm gì. Ồ, không xuống được. Đây, phần hồi đầu, lúc đầu mình chơi là đến đoạn này đây. Chuẩn luôn. Tôi cũng chả nhớ là từ đoạn nào thì nó chuyển sang cái mạch chuyện kiểu ký ức ấy. Đấy, tránh đạn à con, múa ba lê à con. Rồi. Ủa bọn súng dài thế. Súng dài này. Thôi đi mày. Bắn nó như gãy ngứa. Đây rồi. Ơ không biết cái này đây à. À đây rồi. À đây. Đấy hết rồi. Đoạn này tôi nhớ là chạy xong. Ủa. Mẹ nhỏ gì này. Đây là các thanh niên đi ba về đây, hết giờ.
Thôi chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Mày chết mày. Ok, dẫn còn dẫn trượt. Ôi thôi 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 thôi, đông lắm. Ai cả cứt. Bẩn thế, toàn não nủng bắn. Máu me bé bét. Mày chết. Rồi. Ê mẹ con bò lạc. Con thanh niên bò lạc. Bò lạc này. Bò lạc này. Trông kìa. Một phát một mông. Ok. Đây rồi, đoạn ra đến thành phố rồi đây. Hồi đầu nhìn mấy cái chữ tiếng Trung tôi cứ tưởng đây là Nhật Bản, nhưng hóa ra đây là Trung Quốc. Cái tháp đôi Vincom kia rồi. Nhảy xuống. Ok. Ê, anh ơi. Bò lạc rồi. Bò lạc này. Sao bọn zombie nó cứ đứng yên nhỉ? Từ từ, từ. Đây không? Đây đoạn này đây. Hình như đoạn sau còn có một cái quả nổ cơ. Không nhớ rõ lắm nhưng mà tôi nhớ là có cái đoạn này còn nổ phát cơ. À đây, biết ngay. Úi dồi ôi. Dầu chảy hết ra rồi. Úi. Bom này. Bom. Rồi chạy. Nhanh 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 nhanh. Ô, nhìn đéo gì, chạy đi. Ok, thằng này cứ vừa nhìn. Quay lại đéo gì. Ok, quả này lên trực thăng đây. Over here, get in. Nhảy lên. Ok. Xuống con béo đi. Mẹ. Bực mình thế. Mẹ đang chạy lên thì nó lại mẹ tụt xuống. Mình thật đấy. Anh em xem bình tĩnh. Tôi cũng lại sốt ruột lắm. Đoạn này dễ thế mà mình còn chết. Rồi chạy đi con. Tổ sư. Rồi ok. Nhanh 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 nhanh. Máy bay đến rồi, ok. Over here, get in. Lên đi con. Nhanh lên. Tổ sư thằng. Ok. Thế thì đéo nhỉ. Sao mình toàn chết đoạn này nhỉ. Tôi chạy nhanh hết sức có thể mà vẫn nhẹ vẫn toi. Hóa ra chạy mẹ chạy còn khó hơn cả giết zombie. Rồi chạy đấy. Ok nhanh. Rồi máy bay đến rồi. Biết rồi đã phải nói mày. Tao nó muốn nhanh đây. Ok chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh. Rồi mẹ tổ sư mãi phải qua sao mà này toàn chó má kinh ấy.
Buông anh ra. Buông anh ra. Rồi lên trực thăng rồi. Quả này tôi nhớ là thằng lái trực thăng còn bị biến thành zombie hay sao ấy. À đâu, thằng lái trực thăng bị bắn chết chứ. Thằng ngồi sau biến thành zombie. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng lái bị biến thành zombie. Sao đây? Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Ok. Bay lên nào, bay lên nào, bay cao nào, bay cao nào. Đấy, thằng này biến thành zombie rồi đây. Xác định. Bắn vào đầu. Một phát nữa. Rồi, ok rồi. Rồi lao lên. Úi dồi ôi, đúng rồi, còn đoạn này nữa. Máy bay lao thế mà đéo nổ thì mới điêu. Rồi đâm vào đây rồi. Ôi, các thanh niên đang mẹ ba sàn ở dưới, vãi trưởng. Ôi, còn đây còn bị rụng phát cơ. Đúng rồi. Nhảy. Ok. Anh em nào thắc mắc tại sao tôi biết cái đoạn này, vì là đầu game là đã phải đi cái này một lần rồi. Thành ra là kinh nghiệm lắm. Ơ sao đeo lấy được nhỉ? Ơ sao không lấy được nhỉ? Không hiểu lắm. Chắc là do mình nhiều đạn kia quá rồi nên không nhặt được. Đây rồi. Vào chỗ đây là đoạn lần lúc đầu là vào đây đây, xong rồi nhìn thấy cái chân thằng nào ấy. Chắc là vẫn thanh niên người chó. Từ từ đã, đổ vũ khí phát đã. Rồi. Xuống đây. Mấy thanh niên đặc nhiệm chết hết rồi. Đây, thanh niên người chó đây. Sống dai vãi. Phần trước tôi có thắc mắc là thanh niên này biến hình như điên nhưng mà quần vẫn còn. Đáng lẽ phải trần chuồng mới đúng. Giống kiểu thằng Húc ấy, điêu vãi. Ây à, à con Ada đây mà. Con này làm sao đây? Con này là con nó tiêm thuốc vào thằng này đây. Thằng này bị biến mẹ thành zombie. Biến hình rồi. Ôi thử ra con kia là con làm ra cái con virus à? Ủa, mẹ. Chắc thanh niên được tiêm cái loại virus mới. Đây rồi. Bắn nó đi. Transformer rồi. Ủa. Cái con gì này? Ủa. Con đéo gì này? Ủa. Ai rồi.
thằng này đúng kiểu Transformer luôn, người biến đổi như điên. Rồi sao? Lấy đạn đã. Biến hình đi con. Bắn cái đéo gì đâu. À đây, bụng ở đây rồi. Ây ây ây, chạy 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 chạy. Chạy. Ra xa ra xa ra xa ra xa. Ô đốc con kìa. Cái thằng nào đấy? Ây à. Xe quân sự, xe quân sự. Mẹ con này có mắt ở trong mồm à. Phệ. Mắt để đằng mồm rồi. Ok, lấy súng bắn đi. Mày láo hả con? Bắn vào mắt nó. Ủa, cái gì đây? À, con kia nó bắn bằng trực thăng đấy chứ. Ủa, đi. Mày chết con. Nằm vào mắt nó. Con này nhìn giống giống kiểu con khủng long T-Rex ý. Giống vãi. Mày chết nhá con. Ủa, thôi đặt mẹ xe rồi. Ôi, thanh niên lính kia lại coi nhân vật phụ lại chết rồi. Đúng với kịch bản phim hành động, nhân vật phụ giá lại chết. À, có cái thùng, có cái thùng. Có cái thùng. Chết cho con. Từ từ đi nhặt đạn đã. Đây rồi. Ok. Rồi kêu biến hình đi. Ông đợi máy sẵn. Dài thế. Thủ sư. Ây 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 ây. Sao nó cứ co nhỏ, biến to liên tục thế nhỉ? Chết mày đi con. Ủa, mãi đâu chết. Một thủ sư. Ôi em kia chết tạ rồi. Mày ra đây đi con. Mày ra đây đi con. Ôi nó ném xe. Ai thôi anh ơi. Úi dồi ôi. Rồi, lấy đạn, lấy đạn, lấy đạn, lấy đạn, lấy đạn, lấy đạn. Chết chưa con. Chỗ súng sai thế nhỉ. Mẹ bắn mãi đâu chết được cái nhau này. Mày này. Ôi, 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 ôi. Mẹ. Rồi. Xin cha mày. Coi rồi. Hành tung bí ẩn, chả hiểu vai trò của nó là cái gì. Lúc thì nó mẹ hại mình, lúc nó giúp mình. Không hiểu lắm. Lên nóc nhà bắt con gà rồi.
What's wrong? Tự nhiên đi mắng. Let's go. Phải nào chưa? Mẹ vẫn chưa xong à? Đùa. Thằng trùm sống dai thật đấy. Phần trước là chó, phần là khủng long, không biết là còn cái hình gì nữa. Bố của Transformer luôn. À, có anh em bảo không hiểu thì xem mấy cái phần trước. Tôi chưa chơi cái mấy cái phần trước thì tôi chẳng hiểu cốt truyện lắm. Chắc là phải tìm hiểu dần. Để mình xem trong này nhiều cái khó hiểu quá. Ôi đi. Nhảy như vận động viên điền kinh luôn. Ấy à. Leo leo leo. Wouldn't recommend looking down. Wasn't planning to. Leo của gì này? Trông leo kìa. Tôi tưởng leo cái này chân nó phải quặp vào cái dây ấy nhỉ. À leo ở dưới, tranh thủ nhìn mông em kia. Fingers crossed that doesn't happen again. Con kia mặc váy phải ngon không? À đây, úi giời. Này thì nhất hạng. Simmons. Ủa con kia chết đéo đâu kìa. Em biết là con gì này. Đang chiến nhau cả con Ada. Con kia một mình chơi cả con trùm mình mới kinh. Ủa. Mẹ bắn như Batman. Ada. Leo nhanh lên nữa chứ. À đây, con này sang đây rồi. Bắn đi em. Rồi. Hết mẹ đạn rồi. Ơ. À đây. Bắn đó đi. Rồi. Mẹ đang trên nhà cao tầng mà cái đôi này cứ như là leo trèo như khỉ. Ờ, à, nhớ ở đây. Chưa xong rồi. Vãi. Vãi à. Xong cặp luôn đùi vào đầu ý. Mày ngon không? Mẹ. Rồi, đây nè. Tha hồ nhìn mông. Trông cái dáng leo trông ghét không? Mẹ lên đâu tôi thấy có kiểu leo như này. Ui nhanh lên. Ui dồi ôi. Ui. Nhanh lên luôn các. Nhanh. Mẹ. Leo kìa. Nhanh lên nó cái thằng kia. Leo như trò hề. Bao giờ mới xong đấy? À đây rồi, lên rồi. Ấy à. Thanh niên này sang cứu rồi. Chết vì gái thì con ạ. À. Mẹ quái vật thì kia mà mẹ đôi này vẫn mẹ tình tự với nhau này. Mày chết đi con. Mày chết rồi, hết đạn rồi. Mày hết sạch đạn rồi. Sao đây? Không đéo đi được cơ.
Mày ơi. Mày láo à. Cái gì này? Hôn hít à? Vãi. Giờ phút này vẫn còn hôn hít nhau. Cái mày to thế. Vãi trưởng ăn mặc sexy vãi. Rồi. Mày láo à. Ồ. Ồ, em kia bị ố trịch. Mày chết cho con. Trịch vợ tao à? Đạn, 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 đạn. Chết đi con. Ơ, bị quả. Đấm kinh thế. Từ từ em ơi, anh nhặt đạn rồi hãng đánh. Ờ, đủ đạn rồi. Điên lên rồi. Ơ. Bắn ăn thua đéo đâu. Ơ. Như trò hề. Mày hề láo à. Ôi dồi ôi. Tôi xong rồi. Anh em chết vì gái rồi. Ok. Con kia bắn đi. À đây rồi. Đang chơi dao rồi. Một phát chặt đúng chim luôn. Ê. À, kinh thế. Em này kinh thật đấy. Võ công rồi. Bay nhảy như chim. Thái chết rồi. What are you? Sao hỏi em là gì? Why are you helping us? Thằng này không biết con này là ai à? Ấy là nhắn tin. Bây giờ còn đứng nhắn tin được. Vãi cả cứt. Quần áo đéo thấy bẩn gì. Mẹ. Lăn lộn như điên. Mặt thì bẩn nhưng mẹ, quần áo thì không bẩn. No. We're sticking together. Thành nghề khôn đấy. Để dành em này lại chăn rau. Mẹ. Em kia cứ cho đi, vợ cứ cho đi về trước. Đi theo gái. Mẹ. Rồi, qua màn rồi. Anh em nào muốn tải game này thì truy cập vào cái link mà tôi để ở trên StarTube nhá. Trong đấy tôi có để cái link tải game ấy, như là mười mấy ghi đấy. Cũng cần máy nó mạnh mạnh một chút. Resident Evil 6 nhá. Cái gì đấy? Vãi. Cái áo gì này? Ủa. Ủa. Mẹ Transformer. Ây à. Con đéo gì này. Bố Transformer. Bố phải Transformer. À thằng này vẫn sống đấy mà. Tổ sư. Enough is enough. You're finally gonna get what's coming to you, Simmons. Chết cha mày con. Chết cha mày con. Cái đạn này. Đây rồi, xóa căn đây rồi. Láo này. Úi giời ơi. Yếu thế. Úi. Đi ăn thịt rồi. Phải. Zombie người thì đéo ăn. Đi ăn mẹ, đi ăn quái vật. Zombie này. Kiến thức. Ẩm thực kém vãi. Rồi. Đây rồi nè. Nhìn sang đây. Chạy đến chỗ trực thăng. Nhanh 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 nhả đây có đạn thôi. Lên đây nhặt đồ đã.
Bây giờ còn cho điểm kinh nghiệm làm méo nhỉ. Ơ đi ngừng đường, à đây đây đường này cơ mà. Thế sao? Ok. Đây rồi. Nhớ hiểu sao cũng phải đợi hai người. Ok. Đây rồi, nhảy đây rồi. Up you go. Ủa, mẹ thằng kia chết đéo đâu. Con ném cứt à? Vai. Thằng kia biến thành con gì như con ruồi ý, kinh vãi. I'm all right. Just get me out of here. Ủa, mẹ ném cứt vãi cứt. Mày láo này, mày chết này, mày chết rồi con. Ném cứt tao à? Ném cứt hộ nghị à? Ở đây rồi. Nhanh lên con. Mày láo này. Chết tại đạn rồi. Nhanh 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 nhanh. Mẹ con kia. Úi giời ơi, cả cục cứt vào đầu. Mày láo này. Mày láo này. Ô con này biết bay à? Ôi. Láo với anh à. Láo với anh à. Láo với anh à. Láo với anh à. Nhắn cứt nữa đi. Mẹ đéo mà thay đạn lâu thế. Trời ơi. Sao bắn mãi bên nhau nhỉ? À rồi, ok rồi. Ủa. Úi dồi ôi. Ok rồi. À lại zombie à? À đây, có thùng nữa. Bạn này cứ phải đi kiếm đạn đã, vừa nó cần biết zombie gì cả. Mày láo với anh à. Đi thôi nhanh con kia. This is bad. We gotta get to the helicopter. Rồi, bay xuống đây rồi. Thanh niên kia đây rồi, ui. Đéo nhìn như mẹ ruột à, kinh vãi. Lần này là con gì đấy? À, vẫn con ruồi. Ui. Ruồi này ruồi trâu rồi. Ai. Ruồi trâu à? Ruồi trâu này, ruồi trâu này. Đứt mẹ chân rồi. Ô ô, cái gì đấy? À, láo này. Ô cái gì đấy? Ô thằng này tiêm chích rồi, vãi. Lấy năng lượng từ sét à? Thấy đạn nhanh lên con đợi này. Ủa. Anh ơi, thôi. Nhéo rồi, con này còn thêm bọn zombie nữa được. Ủa. Mẹ. À đây rồi, láo này. Láo này. Che mặt xấu hổ. Ây à. Láo này. Mày chết chưa? Chết chưa? Mẹ bắn thêm rồi kéo chết. À rồi. Một phát vào đầu, hai phát vào đầu. Ây à. Ê. Uống máu đã. Cái đéo đây. Cái con này nó sắp chết. Súng dài thế. Thủ sư. Mày láo này. Em bắn giáo bao giờ?
mẹ thấy đạn đấy chứ. À đây rồi, một phát vào đầu, hai phát vào đầu, thanh hút sét. Làm gì đấy? Keep regenerating as long as there are corpses around. We need something to stop him. À, mình phải ấy. Mình phải cắm cái này vào thằng kia. Rồi, con kia nó sẽ hút. Nó bị nó sét đánh đúng không? Mình hơi thông minh luôn. Rồi. Chết đi con. Bú láo à. Bú láo à. Ủa. Ây da, ây da, ây da. Thanh hút sét đâu? À, nhảy đây rồi. Vãi. Hệ. Ủa. Mẹ cho cả có liệu đầu luôn. Ây da, ây da, thôi. À, hút thằng này vào rồi, chết cha mày. Ngu cho con tiêm chích à. Xét đâu? Nó đi. Ở đây rồi. Một phát vào đầu. Ủa. Mẹ chết chưa? Thôi, chạy. Lên trực thăng. Nhanh. Ok. Mẹ đi rồi đéo. Đây rồi, lên thôi. Ô, bazooka à? Vãi. Mẹ nó cho mình cái khẩu này là lại mẹ. Chưa xong được rồi, biết ngay mà. Nó chó súng dài thế. Thôi đầu hàng nó đi mẹ. Ô, con này yếu rồi. Tay còn run kìa. À, súng phóng. Lấy. Súng nào, đây rồi. Một phát vào đầu. Rồi chết rồi. Bây giờ mày biến hình thành con gì mày biến nốt đi. Chết đéo đâu. Úi giời. Ôi sập chết rồi. Úi giời ôi. Tốn vãi. Chọc từ mẹ lỗ đít xuyên lên đến bụng. Ủa. Trông kìa. Máu chảy kinh vãi. Như sông luôn. Xong rồi. Thanh niên này hết biến hình rồi. Điêu vãi, đạn bắn thì đéo chết mà sọc quai cột này thì chết. Ôi thành cái hình gì đây? Chữ thập à? Xong chưa? Thôi chích nhau thôi, đến màn chích nhau rồi. Kết thúc phim. Come on. Let's get to the chopper. Bắt đét. À đây, lên máy bay. All right. Let's get out of here. Mẹ vẫn chưa xong rồi. Cái gì đây? Hộp phấn à? Nguyên phải. Ấy à? Cho mình cạc.
thoại xịn vãi, điện thoại cắm mẹ. Cắm được cả thẻ SD kinh. Evidence that proves Simmons' guilt. Which means it will prove your innocence. Our innocence. Chim chuột nhau rồi. Lena. Hãy vợ gọi ngay. Ở đâu? Copy that. We're on our way back. See you soon. Let's go. Ơ thế là xong mà. Mẹ bị chích chứ. Gì đây? Thế là hết à? Ok, có vẻ là kết thúc rồi đấy. Rốt cuộc cả thành phố chết hết, mỗi đôi này sống, điêu vãi. Quân đội chết sạch. Khổ các nhân vật phụ vãi. Ok, vậy là đã kết thúc. Tôi không ngờ cái phần này nó lại ngắn thế. Rồi ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ nhá. Ngày mai tôi sẽ chơi một cái tựa game khác. Không phải Fallout 4 nữa. Chơi một cái game nào đấy mới mới cho anh em xem cho sướng. Cảm ơn anh em đã ủng hộ page trực tiếp game nhá. Hôm nay nghỉ sớm một chút vì game hết sớm quá. Anh em like và share giúp tôi cái page trực tiếp game nhá. Tôi rất là cảm ơn. Ok, hôm nay không phải thức xem Euro rồi. Chúng ta đi ngủ sớm nhá. Bye bye, see you again.